Viện Y tế Quốc gia National Institutes of Health, viết tắt là NIH, kêu gọi những người gốc Á đang sinh sống tại Hoa Kỳ hãy tình nguyện tham gia vào chương trình All of Us, tức là chương trình Tất cả chúng ta. Đây là một chương trình nghiên cứu y tế lớn nhất trong lịch sử với mục tiêu nghiên cứu dựa trên dữ liệu thông tin y tế của 1 triệu người thuộc mọi sắc tộc, mọi tầng lớp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bà Amy Taylor, Giám đốc Trung tâm Y tế Cộng đồng cho biết, mục đích tối hậu của chương trình All of Us là thu thập thông tin để tiến tới những khám phá siêu việt trong lĩnh vực y học và dược phẩm chính xác. Nhưng về lâu dài, chương trình này sẽ đem lại sự thay đổi trong cuộc sống. Theo bà Amy Taylor, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cộng đồng, hiện tại nền y khoa Hoa Kỳ đều chẩn đoán và điều trị bệnh dựa trên mô hình một kiểu, cụ thể là dựa trên những nghiên cứu y học được thực hiện với đa số là người da trắng, nam giới và có nguồn gốc từ châu Âu. Chương trình All of Us sẽ thay đổi điều này bằng cách kêu gọi những người thuộc sắc tộc khác, trong đó có người Mỹ gốc Á, tham gia di danh để có một nghiên cứu đa dạng, tổng thể và chính xác. Chẳng hạn như các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra được cách ngăn ngừa và chữa trị cho các bệnh như viêm gan B, một loại bệnh có khả năng lây nhiễm tới người gốc Á cao gấp 2 lần so với người da trắng. Hiện mới có 180.000 người tham gia ghi danh, trong đó có tỷ lệ sắc dân Á là rất khiêm tốn. Do đó mà NIH kêu gọi được sự ủng hộ thêm từ cộng đồng châu Á. NIH kêu gọi tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ đều có thể tham gia vào chương trình này. Bất kể là có bệnh hay khỏe mạnh, cho dù đang cư trú hợp pháp hay là không, miễn là đang ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì đều được. Người tham gia được quyền xem các thông tin sức khỏe, thông tin di truyền, tổ tiên và các yếu tố gây bệnh cho chính họ. Người tham gia có thể rút khỏi chương trình bất cứ lúc nào mà không bị phạt. Đây cũng chính là cơ hội để mỗi người tham gia được biết rõ về tình trạng sức khỏe của bản thân họ, đồng thời còn góp sức vào công cuộc nghiên cứu lớn nhất lịch sử nước Mỹ. NIH cam kết sẽ bảo mật thông tin của quý vị. Họ có quyền từ chối tiết lộ thông tin kể cả khi có lệnh của tòa án. Để nghiên cứu ghi danh, quý vị vào website www.joinallofus.org. Có thắc mắc gì cần giải đáp, quý vị có thể liên lạc số điện thoại 844 842 2855.